Ok, hello, xin chào anh chị em, mình là James của Tích Profit và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách sử dụng cái công cụ website của trang web của Tích Profit là techprofit.vn. Đây là một cái trang web mà sẽ giúp anh chị em là rất nhiều những cái thông tin và những cái công cụ để giúp cho chúng ta có thể là giao dịch được hiệu quả hơn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị em một cái công cụ ở trên website, đó là RS cổ phiếu, nghĩa là sức mạnh tương quan của cổ phiếu so với index và so với cả những cái ngành còn lại, thì mình sẽ show cho anh chị em xem nhé. Đây là một cái công cụ mà team cũng rất hài lòng và cũng rất là vui khi mà có thể làm được cái này để cho anh chị em, để chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ giúp cho chúng ta có thể giao dịch được hiệu quả hơn. Thì đây là cái trang website của Tech Profit là sắp tới sẽ được đưa lên, đúng không ạ, sẽ được publish và anh chị em có thể là vào trang web là đường link là techprofit.vn để sử dụng. Đây là cái phần là gì ạ? Chúng ta sẽ vào phần phân tích kỹ thuật, sau đó vào RS cổ phiếu hoặc RS ngành. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái RS thì nó là gì ạ? Relative Strength, có nghĩa là đo sức mạnh tương quan của một nhóm cổ phiếu, một cổ phiếu hoặc của một nhóm cổ phiếu trong ngành, đúng không ạ, so với cả VN Index và phần còn lại. Đấy thì chúng ta sẽ tìm được cái diện, cái tư duy là khi mà chúng ta làm giao dịch ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó khỏe nhất ngành, đúng không ạ, và dòng tiền nó hút vào để chúng ta giao dịch, thì luôn luôn chúng ta sẽ tìm được những cái nhóm cổ phiếu khỏe nhất của thị trường và giao dịch nó sẽ nhàn nhất và đem lại cái tỷ suất hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận cao nhất, đúng không ạ. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thấy là ngày hôm nay là ngày 29 tháng 1, và anh chị em thấy là hiện tại là khỏe nhất là diện là nhóm ngành hạ tầng vận tải, nó nghĩa là ngành vận tải biển, và nó đang khỏe hơn so với cả VN Index. Tiếp đến là nhóm ngành bán lẻ, đúng không ạ? Sau đó là vật liệu xây dựng, rồi nước. Đó, thì chúng ta có thể là xem một cái ngành cổ phiếu của trong một ngành, thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần ô bên phải đây, màu xanh là cây so sánh RS cổ phiếu trong ngành. Thì anh chị em sẽ thấy luôn, đúng không ạ? Là cao nhất này, ví dụ HAH này, thì chúng ta thấy là nó khỏe nhất từ trước đến nay. Ví dụ như chúng ta chỉ nhìn HAH nhé, là nó khỏe hơn index và khỏe hơn nhóm ngành còn lại từ ngày bao nhiêu ạ? Từ thời điểm là đây là mùng 5 tháng 7 thì chúng ta sẽ xem cái chart của HAH. Đó, từ ngày mùng 5 tháng 7 từ đầu tháng đi. Thì chúng ta thấy đây là từ giá 32 đúng không? Và đến thời điểm hiện tại nó tăng 10 giá rồi. Sau khoảng tầm 22 ngày. Sau khoảng 24 ngày, có khoảng 3 tuần tăng 31%. Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu khỏe nhất trong ngành thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ, cái form của nó sẽ khỏe hơn so với những cái cổ phiếu còn lại. Ví dụ như anh nhìn SGP thì nó mới bắt đầu là diện khỏe index từ ngày bao nhiêu, 26 tháng 7, đúng không ạ? SGP đây chúng ta sẽ nhìn, đúng không ạ, từ ngày 26 là nó bắt đầu tăng này, 26 đây, đúng không ạ, là bắt đầu tăng khỏe này so với ngành, và bây giờ nó vẫn đang gì ạ, tiếp tục để xuống tăng đấy. Thì chúng ta giao dịch, chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này để anh chị em tìm kiếm được những cái cổ phiếu khỏe nhất, và với cái tư duy của chúng ta là gì ạ, là lựa chọn ngành khỏe nhất và những cổ phiếu khỏe nhất trong ngành để giao dịch. Thì như vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là kể cả khi thị trường có điều chỉnh thì cái nhóm khỏe nhất ấy, theo logic nha, là những nhóm khỏe nhất nó sẽ bị ít ảnh hưởng nhất bởi thị trường, đúng không ạ? Và khi mà nó tăng, khi thị trường tăng thì nhóm này nó cũng sẽ tăng mạnh nhất. Đó, hoặc là chúng ta có thể là xem RS các cổ phiếu thì chúng ta có thể so sánh với nhau để lựa chọn đâu là cổ phiếu khỏe nhất trong ngành. Ví dụ anh chị em xem cổ phiếu ngân hàng nhé, chúng ta sẽ nhìn Vietcombank, chúng ta nhìn Techcombank, đúng không ạ, chúng ta nhìn OCB, chúng ta nhìn CTG, đúng không ạ, MB. Đó, thì chúng ta chỉ gõ mã cổ phiếu ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đâu là cổ phiếu khỏe nhất. Và ở đây anh sẽ nhìn thấy là gì ạ, là khỏe nhất là OCB, tiếp theo là Tech, đúng không ạ, Index này, sau đó là gì ạ, Vietcom, rồi đến MB, rồi đến CTG. Và nếu mà anh chị em nhìn chart cổ phiếu nhé, thì anh chị em sẽ thấy OCB đây là cái phiên sập vừa rồi đó, là OCB nó cũng hồi lên khỏe nhất luôn. Rồi kế đến là Techcombank là xong đợt giảm, là gần như là nó không bị gãy cái nền, đúng không ạ, không bị gãy nền, có nghĩa là nó sẽ làm chúng ta ít bị ảnh hưởng, ít bị thiệt hại nhất. Và nếu chúng ta nhìn CTG nhé, là gãy nền, gãy nền mà còn giảm rất là sâu. Hay là Vietcombank gãy nền, đúng không ạ, thậm chí là thủng MA 200 ở đây. Hay là MB cũng thủng nền, đúng không ạ. Thì anh chị em sẽ thấy là lựa chọn được những cái cổ phiếu có RS khỏe nhất trong ngành thì sao ạ, thì cái sự yên tâm khi mà
thị trường tăng hay là kể cả khi thị trường giảm, nó cũng sẽ tốt hơn với anh chị em rất là nhiều. Và cái công cụ này là một trong những công cụ mà giúp ích cho team rất nhiều trong việc là đưa ra những cái khuyến nghị giao dịch, đúng không ạ? Và tìm kiếm được những cái cơ hội đầu tư đó. Và chúc anh chị em là có thể giao dịch hiệu quả với công cụ này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.